Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với X News và hôm nay là mùng 6 tháng 9. Chúng ta hãy cùng nhau điểm qua những thông tin mới nhất về thế giới công nghệ nhé. Mở đầu cho bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin tới từ Samsung. Khi Samsung ra mắt Galaxy Book Flex 5G, laptop đạt chuẩn Intel Evo đầu tiên. Vừa mới đây, Intel đã cho ra mắt dòng chip xử lý Tiger Lake thế hệ thứ 11 của mình. Bên cạnh đó, Intel cũng công bố danh hiệu dành cho những chiếc laptop mới nhất, đó là Intel Evo, tiếp nối Project Athena năm ngoái. Cũng vào ngày hôm nay, Samsung đã tiếp tục ra mắt chiếc laptop đầu tiên đạt những tiêu chuẩn của danh hiệu Intel Evo, đồng thời cũng hỗ trợ công nghệ di động 5G. Đó là chiếc laptop Galaxy Book Flex 5G. Galaxy Book Flex 5G là chiếc laptop đầu tiên của nhà Samsung. Nó có thiết kế mỏng nhẹ và vô cùng tinh tế. Chiếc laptop này chỉ nặng 1,26kg, có lớp vỏ ngoài màu Royal Sleeval vô cùng cao cấp. Màn hình của Flex 5G có kích thước là 13 inch, độ phân giải 1920x1080 pixel. Flex 5G được trang bị bộ vi xử lý Core i5 hoặc Core i7 tùy thuộc vào dòng Tiger Lake thế hệ thứ 11 của Intel. Phó chủ tịch Chris Walker của Intel cho biết, những con chip thế hệ mới này sẽ mang đến sức mạnh và khả năng tiết kiệm pin vô cùng đáng kể cho những chiếc laptop mỏng nhẹ như Flex 5G. Ngoài ra, Galaxy Book Flex 5G còn được trang bị bộ nhớ RAM 16GB của SSD lên tới 512GB, pin là 69,7W. Chiếc laptop này có một camera phía sau, có độ phân giải là 13MP để có thể chụp ảnh hoặc quay video ở thế giới bên ngoài. Nó cũng được trang bị chiếc bút S Pen thần thánh và bàn phím có đèn. Intel đã dành ra hàng nghìn giờ để hỏi người dùng xem họ cần gì nhất ở một chiếc laptop cho công việc và học tập. Ưu tiên hàng đầu đó là thời gian khởi động và tốc độ phản hồi nhanh chóng để giúp họ có thể tập trung vào công việc và học tập. Và ưu tiên thứ hai đó chính là về thời lượng pin tốt cũng như khả năng kết nối ổn. Tiếp theo trong bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin có liên quan đến Ấn Độ và Trung Quốc khi Ấn Độ cấm thêm 118 ứng dụng Trung Quốc bao gồm cả game PUBG. Chính phủ Ấn Độ vừa mới thông báo cấm cửa thêm 118 ứng dụng có trụ sở hoặc có mối liên hệ với Trung Quốc. Trong số đó, nổi bật nhất phải kể đến đó là cái tên bao gồm tựa game PUBG Mobile, Alipay và Baidu. Trước đó vào tháng 6, chính phủ Ấn Độ đã cấm TikTok, WeChat và 57 ứng dụng khác của Trung Quốc khi cho rằng chúng đang gây ra các vấn đề về an ninh. Bộ Công nghệ và Thông tin Ấn Độ cho biết họ đã nhận được khiếu nại về những ứng dụng này ăn trộm và lén lút truyền dữ liệu của người dùng một cách trái phép tới các máy chủ đặt ở bên ngoài Ấn Độ. Thông báo của bộ này không đề cập cụ thể đến Trung Quốc. Tuyên bố của họ cho biết hành động này sẽ bảo vệ lợi ích của hàng chục triệu người dùng Internet và di động ở Ấn Độ. Các tin tức về lệnh cấm này được đưa ra ngay sau khi căng thẳng leo thang trong vùng biên giới tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Tiếp theo trong bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin có liên quan tới Apple khi Apple lọt vào tầm ngắm của cơ quan chống độc quyền Nhật Bản. Quyết định khiêu chiến với Apple về các hành vi của họ trên các ứng dụng di động App Store rõ ràng đã gây ra một tiếng vang động vô cùng lớn và thu hút được sự chú ý từ các nhà quản lý thị trường game khổng lồ tại Nhật Bản, khi cũng đang có những lời khiếu nại và nghi vấn của nhiều nhà phát triển game về sự thống trị của người khổng lồ công nghệ này. Cơ quan chống độc quyền Nhật Bản cho biết họ sẽ bắt đầu chú ý đến các hành vi của nhà sản xuất iPhone sau cuộc chiến pháp lý đình đám đang diễn ra giữa Apple và Epic. Điều đó đã giúp cho giám đốc nhiều hãng game Nhật Bản có đủ tự tin lên tiếng về các khiếu nại của mình, một điều hiếm hoi trước đây họ thường e ngại bị trả đũa khi phản đối. Trong khi đó, Epic đang tập trung vào mức phí hoa hồng là 30% cho mỗi giao dịch trong các ứng dụng. Các khiếu nại từ những hãng game Nhật Bản còn nhiều hơn thế. Cả Apple và Google đều đang nắm giữ vị thế độc quyền trên thị trường ứng dụng di động bên ngoài Trung Quốc. Bất kỳ nhà phát triển nào muốn game của họ được chơi trên các ứng dụng Android hoặc iOS đều sẽ phải phân phối chúng qua các cửa hàng ứng dụng của hai công ty nói trên, chia sẻ doanh thu từ các giao dịch thuê bao hoặc mua vật phẩm trong đó. Nhà sản xuất iPhone đây là một trong những nguồn thu chính cho các hãng game Nhật Bản, bao gồm cả các tên tuổi lớn như Square Enix Holdings với 40% doanh thu của họ đến từ các tựa game di động và Bandai Namco Holdings. Ngoài ra thì trong tháng 11 năm ngoái, máy chủ của nhà Apple cũng mất kết nối hơn một ngày mà không hề nhận được thông báo nào. Các vấn đề này đều gây ra thiệt hại trực tiếp cho các nhà phát triển game và Apple không phải bồi thường. Vấn đề này đang xảy ra với rất nhiều nhà phát triển khác khi ban đầu các dòng code trong game của họ đều được chấp thuận đưa lên App Store, nhưng một thời gian sau đó, họ thay đổi thái độ và gỡ bỏ ứng dụng của nhà phát triển để buộc họ phải sửa lại. Apple chính là vị cảnh sát đôi khi tạo ra những diễn giải không công bằng về chỉ dẫn của họ để mang lại lợi ích riêng cho mình. Nhà tư vấn game tại Tokyo Hisakayu Rirabayasaki cho biết. Và cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin tới từ Realme. Realme ra mắt vali siêu nhẹ, sử dụng vật liệu cao cấp, có ổ khóa TSA, giá chỉ 1 triệu đồng.
Bên cạnh dòng Realme X7 vừa mới được ra mắt gần đây, Realme còn tung ra một sản phẩm mới, đó là chiếc vali di động siêu nhẹ có tên là Realme Suitcase, phù hợp với những người hay phải di chuyển. Realme Suitcase có kích thước là 20 inch và có thể tích là 37 lít khá lớn, được hoàn thiện từ vật liệu PC 3 lớp hỗn hợp của công ty Bayer, xuất xứ từ Đức, cho độ bền cải thiện lên tới 40% so với vật liệu ABS thông thường. Vali của Realme còn có khả năng chống mòn và chống chảy xước. Sản phẩm nặng chỉ 3,1 kg, tức là nhẹ hơn phần lớn vali trên thị trường có kích thước tương tự hiện nay. Ở bên trong, Realme Suitcase được thiết kế với hai ngăn chứa độc lập, trong đó bao gồm một ngăn mở thoáng khí dạng lưới và một ngăn kín với chất liệu vải dày có ngăn khóa kéo phù hợp để có thể chất giữ các đồ riêng tư. Realme Suitcase cũng được trang bị ổ khóa TSA, một loại ổ khóa chuyên dụng và có độ bảo mật an ninh cao nhất hiện nay, cho phép người dùng có thể bảo vệ đồ đạc cá nhân bên trong, cũng như giúp cho các nhân viên an ninh hàng không được ủy quyền có thể sử dụng chìa khóa TSA chuyên dụng để kiểm tra hành lý và không cần phải phá bỏ như các vali thông thường. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tổng hợp lại những thông tin mới nhất về thế giới công nghệ ngày 6 tháng 9. Còn các bạn thấy như thế nào hay các bạn có ý kiến nào khác không? Hãy nhanh tay để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên đó là hãy like, share và subscribe để ủng hộ thêm cho kênh YouTube của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.